người vợ của mình. Bây giờ nó nở rồi các bạn. Giờ này là thời điểm này là nó nở rất là nhiều nha các bạn. Đa phần là giờ này là nó sẽ nở. Nhưng mà cái loại hoa 10 giờ này thì nó không lâu được nha các bạn. Ngày nó chỉ nở đến tầm khoảng 12 giờ mấy, gần 1 giờ là nó bắt đầu nó rũ rồi, nó tàn rồi. Nó không giống như hoa 10 giờ này, nó không giống như các loại hoa 10 giờ Thái với Mỹ nha các bạn. Thái với Mỹ thì nó nở tối ngày luôn. Còn cái loại này thì nó nở chỉ được vài tiếng hồ là bắt đầu nó tàn. Đấy. Nhưng mà được cái nó rất là đẹp. Và nó dễ trồng nữa. Đấy các bạn. Thì ngoài hoa 10 giờ này thì vườn của mình cũng còn một số loại hoa đây, hoa giấy. Cũng rất là nhiều màu nha các bạn. Đây. Đây các bạn. Hoa giấy. Đây mình trồng những cái hoa 10 giờ này trong những cái chậu hoa của mình nha. Đây các bạn. Đây hoa giấy. Hoa giấy màu trắng. Hoa giấy thì nó cũng dễ trồng lắm nha các bạn. Này thì mình chặt nhánh mình ghim là bắt đầu nó có thể bén rễ nó lên rồi các bạn. Đây thì mình ghép hai loại đây. Hoa này cây này thì mình ghép nha các bạn. Đấy. Ghép hai loại. Nè, bò ghép nè. Cây này thì nó chết phân nửa rồi. Chỉ còn có da không, ghép vô vậy mà nó sống. Hên sao trồng nó sống. Hoa giấy thì nó dễ trồng. Các bạn muốn cho nó ra bông thì các bạn để cho nó, các bạn đừng tưới nước khoảng chừng một ngày đến hai ngày gì đó, cái bắt đầu nó hơi héo héo, cái các bạn tưới nước lại là bắt đầu nó ra bông à. Đây các bạn, đây cũng là hoa giấy nữa nè các bạn. Đây. Đây, hoa giấy luôn các bạn. Đây mình cũng trồng được mấy cây mai vàng. Cũng biết uống sao, uống đại vậy các bạn ơi. Quấn đại thí tới chứ đâu có học nghề gì đâu biết. Mà nhìn thấy nó quấn, nhìn sao cho nó có được là được rồi các bạn. Tại vì mình đâu phải chuyên nghiệp đâu. Đây hoa giấy nha các bạn. Loại này nó cũng hai màu luôn nha các bạn. Nhưng mà đặc biệt một cái, hoa giấy này của mình đặc biệt một cái là một cái bông nó có thể nở được hai màu luôn nha các bạn. Đấy à. Nửa cánh trắng nửa cánh đỏ nha các bạn. Đó. Nó ngộ cho đó đó. Chứ thường thường nếu mà qua giấy mà ghép thì nó chỉ một nhánh màu đỏ, một nhánh màu trắng. Nhưng mà qua giấy này nó ngộ một cái là trong một nhánh màu đỏ này nó có thể mọc luôn bông trắng. Và hoặc là nó ra nửa cánh trắng, nửa cánh đỏ vậy nè các bạn. Nó lạ vậy đó. Bạn thấy lạ không? Đấy. Củ nó cũng đẹp lắm nha các bạn. Này. Đây là cây nguyệt quế của mình trồng nha các bạn. Quế này cũng coi cũng được, nó đẹp lắm. Nhưng mà được cái thì nguyệt quế này bông nó rất là thơm nha các bạn. Khi mà nó nở ra thì bông rất là thơm nhé. Đây. Đây cây mai. Mai mình mới trồng thôi. Đây. Đế cũng đẹp lắm các bạn. Mà nó nhỏ, nó hơi nhỏ. Nó bắt đầu ra tược thôi các bạn. Đây mấy cây mai vàng của mình.
Cây này thì trồng cũng lâu rồi mà mình mới sửa tàn nó lại đó các bạn, sửa tàn lại cho coi được xíu. Mình cũng không biết, cũng không học gì đâu, mình coi trên mạng, coi YouTube rồi mình bắt mình làm theo vậy thôi, chứ mình cũng không có đi học nghề ngày nào hết. Đấy, mai của mình đấy. Còn cây này thì cũng cây mai nữa mà nó không có kiểu dáng gì hết, rồi mình trồng để cho nó ra bông chơi thôi, Tết cho nó có bông cho nó đẹp thôi. Đây, mấy cây này thì mình mới sửa tàn lại thôi, cái này nó còn nhỏ, sửa chủ yếu là cho nó có tàn thông nên cho nó đẹp thôi các bạn. Đây, này thì cái đế cũng đẹp lắm ạ. Đây các bạn thấy không, bộ đế cũng khá đẹp. Đây nè các bạn, này mình cũng mới sửa tàn ở lại và mình xuống chậu nữa, chứ ở trong chậu tưới nước chịu không nổi các bạn ơi, nắng quá. Cái này đế cũng coi được được một xíu đó, mình không biết uống, mình quấn dây rồi để riết nó hằn vô cái da luôn, mới liền lại đó các bạn, đâu có biết gì đâu, quấn thấy tới chừng thấy sao xiết quá trời, gỡ ra xiết quá trời xiết luôn. Đây cũng mai nữa nha các bạn. Đây, mai này mình mới bứng lên hồi Tết thôi, thấy nó cũng lạ lạ, trồng đại vậy chứ cũng không biết trồng sao nữa. Cây này thì mình mới cắt, mới sao tàn nó xong mới ra được. Đây được cây mai sù nha. Đây, sù chảy luôn á. Mai này thì lâu rồi nha các bạn, tầm trên 30 năm rồi. Được rồi, mình bứng trong kia ra rồi mình mới sửa tàn nó lại thôi. Các bạn thấy nó sù ghê chưa? Bự lắm. Cái gang tay mình mà nắm chưa giáp nữa nè. Đây, tiểu cảnh cái lưu của mình nha các bạn, à, mới làm lần đầu tiên thì nó cũng không được đẹp lắm. Đây, à, mình thấy cái lưu nó bị nứt rồi mình cưa đại đó, mình làm thấy vậy. Ừ, chà chà xíu. Trong đây mình có thả mấy con cá bảy màu không ạ, nắng quá nó trốn đâu hết rồi. Đấy, cái lù phía trên thì trồng cây khế. Đấy, tiểu cảnh cái lù của mình đấy.